Cả nhà nói vậy em bị đuổi việc chết. Trời đất ơi, nói vậy là không có được đâu. Cái này mặc, cái này em mặc áo quần ra cũng được luôn. Mọi người không muốn hỏi mà áo quần ra ở trong. À, mọi người đợi em xíu nha. 6669 ha. Rồi cả nhà cứ comment đi. À, ai chúng em sẽ công bố số này sau khi em kết thúc livestream. Sau khi em kết thúc livestream nha. Ai chúng em sẽ chụp màn hình lại gửi qua, gửi qua inbox cho nha. Tụt like rồi. Không sao không sao, em vô cái là 700 người xem bình thường. Bởi vậy cả nhà phải thương em nha, thương em. Tại vì á, hôm nay mà em mà like một ca cho chị Châu là chị Châu dẫn em đi quậy, mọi người không? Em mọi người phải ủng hộ em. Có gì mình đi quậy chung phải không? Nhi vô cái là 700 mấy chục người xem liền. Chị Châu anh ở sao? Xem liền cách anh nằm đi nha. Rồi cả nhà nói giỡn vậy thôi. Bây giờ em báo giá nha, nói nhiều quá quên báo giá đồ chứ hơi bị chửi nữa. Dung và áo em bé, Dung bé. Dung bé. Đã hỏi trên like. Trên váy 330 nha, trên váy 330 nha. 800 người xem xuất sắc, lên 1000 người xem tặng 5 bộ, lên 1000 người xem tặng 5 bộ nha. Trời. Xu ẩu thì nó xu. Trời cái đó nó bị hoài ta. Trời mẹ. Mọi người đợi xíu đi, đang gặp sự cố về cái em gì con áo cái. Khổ lắm cả nhà ơi. Mùa ngày xưa không có vú á thì á hết hàng, hàng mặc cái gì nó cũng khó khăn, bây giờ vú nó bự quá mặc cái gì bung nút cái đó. Trời ơi, thấy vú người ta hộ một cái là 1000 người xem liền. Bò thì toàn là sơ hộ chứ chợ đi ngay không. Lên 1000 người xem tặng 5 bộ, lên 1000 người xem. Lên 1000 người xem tặng 5 bộ nha. Đúng không? Hồi nãy thấy không vậy? Không không chị này, 59k này, mã 2 này. Hàn Quốc tông siêu mát vậy hả? Nó vậy Hàn Quốc tông siêu mát này, rủ nhau này. Tại không em đọc cái tính của em sẽ mặc cách lạ. Tô này để ông anh em mã 2 nha, mình 59.000. Chết mẹ hả? Xuất sắc của mình chê ơi, lên 1 ngàn người xem phải không? Rồi bây giờ mình chơi là chơi gì ta? Đâu phải tự dưng mình sẽ ăn của ngoài được mà nói cho mấy đứa nghe. Không phải tự dưng người ở nhà mà lên 1000 người xem mà ngoài tặng 5 bộ được. 5 bộ có mấy triệu bạc của người ta. Đừng thả con nữa, lát quay chim của em. Chết mẹ, bé bút chị Châu chuẩn bị hết rồi. 1000 mất người xem. Ok ok, cả nhà chơi đẹp luôn. Bây giờ nha, 1000 người xem không? 1000 mất người xem chết mẹ, giờ chơi gì? Nhưng mà bây giờ chơi đi, xong rồi lố thời gian của em không, em không quảng cáo đồ được thì sao? Lên 1k rồi, ok cả nhà. Tặng 5 bộ đúng không? Bây giờ có điều kiện nha, tặng 5 bộ. Cả nhà xe lại chim vào 30 hội nhóm giùm em. Xe lại chim vào 30 hội nhóm. Bây giờ em sẽ tích inbox cho chị nào. Cho chị nào, cho chị nào. Tặng 5 bộ đúng không? Tặng 5 cá đúng không? Rồi bây giờ có 5 món nè. Giờ tặng 5 món lên cho em đi. Em chỉ biết đang xem quà nha. Em bắt đầu lấy quà nha. Cài cho chị Châu. Châu. Cài cho em các bạn. Cài cho em nó. Chỉ có một em cầm túi à, một em. Rồi, 1000 hai người xem, ok xuất sắc. Cả nhà để em xíu em soạn. Em soạn đồ lên nặng cho cả nhà nha. Em đang mặc má ba này. Đúng rồi, đúng rồi. Má ba này. Cái bộ này là chị nào vậy này? Rồi rồi, cả nhà em xíu. Đẹp đẹp má. Ok. Chị ơi em cần một bộ thôi. Ok đây đây đây. Sơ mi đồng giá 120k. Váy nha, áo váy. Áo váy 99k mà ba nha. Hàng kẻ này. Hàng caro kẻ này, chất cốt tông này. Rồi rồi, em xíu.